Oppo F1S. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin chào tất cả các bạn, mình là Đào Bá Lộc. Lộc đi hát và sáng tác đã được 2 năm rưỡi rồi. Lộc cảm thấy mình rất là may mắn khi mà mình gặt hái được một số thành công nhất định. Việc sáng tác nó đến với Lộc rất là tình cờ, bởi vì vậy nên Lộc luôn tin là những điều tuyệt vời nhất thường đến rất tình cờ, và sáng tác cũng là một trong số đó. Tất cả những việc mà Lộc làm thì Lộc đều hát và viết nhạc bằng những kỷ niệm mà Lộc có được qua ngày tháng. Có nhiều người nói là Lộc là một người không quá giỏi về chuyên môn, nên Lộc hy vọng là khi đến với cuộc thi thì khẳng định thật rõ rằng Đào Bá Lộc có thể sáng tác. Trong tin nhắn chờ lâu lắm nên lòng rối bời, tôi biết nhớ thương và rồi tôi biết đau thương, yêu đương như là cà phê đắng môi. Sao bây giờ đây ta gần nhau nhưng lòng lạ xa, sao trong chiều mưa mình không nắm tay như lúc xưa, ta trách nhau nhiều rồi tình ta úa tiêu điều, tôi không đành nhìn nhau khóc đâu. Ok bye bye, goodbye my love, goodbye my love, ha, goodbye my love, goodbye my love, chớ trách nhau làm gì, mi nhòa môi ướt thôi em, còn vài giây cuối thôi ta cười nhé cho lòng lưu nhớ. Ok bye bye, goodbye my love, goodbye my love. Hải Phong đi, Hải Phong còn gì nữa? Thế là anh chỉ rồi. Sao bây giờ đây ta gần nhau nhưng lòng lạ xa, sao trong chiều mưa mình không nắm tay như lúc xưa, ta trách nhau nhiều rồi tình ta úa tiêu điều, tôi không đành nhìn nhau khóc đâu. Ok bye bye, goodbye my love, goodbye my love, goodbye my love, goodbye my love, chớ trách nhau làm gì, mi nhòa môi ướt thôi em, còn vài môi ướt thôi em, còn vài giây cuối thôi ta cười nhé cho lòng lưu nhớ. Ok bye bye, goodbye my love, goodbye my love, goodbye my love, goodbye my love, nếu có quên mặt nhau, quên ngày ta bước chung đôi thì đừng quên nhé. Yêu sâu.